Em xin chào bà con và các bạn. Thì hôm nay em quay cái hoa ổi, quay cho bà con và các bạn nào mà chưa nhìn được cái hoa ổi tự nhiên. Đây nó đẹp lắm. Nhiều khi mình không để ý thôi, chứ mình để ý thì cái hoa này nó có một số loại hoa dại ngoài vườn mà nó đẹp. Đây là cái hoa ổi. Đây hai hoa luôn, em quay.